Mai mình nghỉ, hay là đi chụp hình đi. Ủa, sao anh biết em thích chụp hình vậy? Vậy đi nha. Ok. Ê, thằng Sơn nó mượn máy ảnh nó đi cô gái kìa. Cái gì? Cô gái hả? Ok. Hôm nay cho hai nó làm chị em luôn. Anh Sơn. Oh no. Anh bị sao vậy? À không có gì. Tuyệt. Ý trời, cái bạn dễ thương quá. Em có thích màu hồng nè. Máy ảnh em mượn của bạn ấy mà. Thôi mình đi chụp đi. Mấy anh bị sao vậy? Anh cũng không biết nó bị làm sao nữa. À, cứ để anh. Anh Tiến hả? Anh giúp em nha. Ok. Anh đẹp quá. Nếu mà rửa ra thì mất bao lâu vậy anh? Cái này hình màu này muốn đẹp thì mai là có nha em. Anh giao tận nơi luôn. Hôm nay em vui lắm, cảm ơn nha.